Tôi là một cái điển hình cho cái tính chủ quan lơ là về sức khỏe thế. Bởi vì xưa nay tôi cũng rất ít ốm đau, ít thuốc thang. Thế mình cũng lại cậy nữa là mình tập luyện thường xuyên chị ạ. Tôi báo cáo chị là hàng ngày tôi tập, chịu khó tập ghê lắm. Thế cho nên tôi cũng lơ là không đi khám, không đi chữa. Thế chủ quan. Đó là lời tâm sự của ông Diệu. Và có lẽ điều mà ông Diệu nói cũng chẳng xa lạ gì với nhiều người. Bị kết hợp nhiều bệnh, tiền sử tai biến, mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, thêm cả bệnh rối loạn mỡ máu. Những nguy cơ đối với sức khỏe của ông ngày càng nhiều, mà nguy cơ nào cũng nặng nề, nguy hiểm. Bệnh nhân này thì có tăng cái cholesterol máu toàn phần, kèm theo là tăng LDL cholesterol là cholesterol xấu, tức là cái cholesterol này nó sẽ bám vào cái thành động mạch, tạo ra những cái mảng xơ vữa động mạch, và những cái mảng xơ vữa này nó sẽ gây hẹp lòng động mạch. Cụ thể là bệnh nhân này thì khi mà siêu âm động mạch cảnh cũng như là chụp MRCT động mạch cảnh thì đã có tắc gần như hoàn toàn cái động mạch cảnh trong bên phải. Bác có hẹp mà trên phim chụp các lớp thì bác đã hẹp đến nơi gần như tắc hoàn toàn cái động mạch cảnh của bóc tách nội mạc như là bác cũng đã biết. Mỡ máu cao hiện đang có tốc độ gia tăng rất nhanh ở các nước đang phát triển. Trong đó, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tại Việt Nam, có khoảng 29,1% người dân mắc mỡ máu cao. Nghĩa là trong khoảng 90 triệu người Việt Nam sẽ có khoảng 27 triệu người mắc. Tỷ lệ mắc mỡ máu cao tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng. Tại những thành phố này, trung bình cứ 2 người sẽ có một người bị mỡ máu cao, nghĩa là khoảng 50% dân số thành thị. Rối loạn mỡ máu hay còn gọi là tăng mỡ trong máu hay cholesterol máu là bệnh lý có tăng thành phần mỡ, gây tác hại và giảm thành phần mỡ bảo vệ cho cơ thể. Đồng thời, đây là nguy cơ chính dẫn đến cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, xơ vữa động mạch. Khi xét nghiệm mỡ máu, 4 chỉ số quan trọng cần được quan tâm, đó là cholesterol toàn phần, LDL cholesterol, HDL cholesterol và triglycerides. Như vậy, muốn phát hiện sớm cần làm những xét nghiệm đầy đủ để đánh giá tình trạng mỡ trong máu. Trong 4 thành phần xét nghiệm có đến 3 thành phần dư thừa sẽ gây hại là cholesterol toàn phần, LDL cholesterol và triglycerides. Chỉ có một thành phần giúp bảo vệ là HD cholesterol. Tất cả chúng ta ai đều có nguy cơ bị rối loạn lipid máu. Tuy nhiên những người mà có chế độ ăn không khoa học, không đầy đủ cân bằng thì có nguy cơ bị các cái rối loạn lipid máu nhiều hơn. Hoặc những người mà có bị các bệnh như đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc thừa cân béo phì thì, hay là người nghiện rượu, nghiện thuốc lá thì đây là những người mà có nguy cơ bị rối loạn lipid máu nhiều hơn.